Điện thoại iPhone 5 mới của Apple đang được lắp ráp ở miền Nam Trung Quốc, gần biên giới với Hồng Kông. Và những người đang làm những chiếc điện thoại thông minh nhỏ này được nhận tiền lương nhiều hơn bao giờ hết. Điều kiện làm việc tại các nhà máy của Foxconn trước đây rất tồi tệ, thường được các nhân viên của Apple đến từ vùng nắng ấm California gọi đùa là mồ đò. 14 vụ người lao động tự tử trong năm 2010 đã buộc công ty Foxconn phải có hành động. Công ty đã cho cài đặt lưới an toàn để hứng những người nhảy lầu tự tử và gia tăng lương cho các nhân viên. Một bản báo cáo vừa được phát hành bởi Hiệp hội Lao động Công bằng cho biết Apple và Foxconn đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Vấn đề lớn hiện nay là các nhân viên vẫn phải làm việc quá nhiều giờ. Nhiều nhân viên Foxconn làm việc lên đến 60 giờ mỗi tuần, tức là gần 20% cao hơn so với mức cho phép của luật lao động của chính quyền Bắc Kinh. Nhưng thường thì do chính bản thân của người lao động muốn làm thêm nhiều giờ để có thêm được tiền lương. Người lao động sẽ chỉ muốn làm ít giờ, làm thêm hơn khi mà mức lương cơ bản và các lợi ích mà họ nhận được từ Foxconn đủ để bảo đảm cuộc sống. Việc gia tăng lương đang đe dọa làm giảm lợi thế cạnh tranh của Trung Quốc như là một trung tâm sản xuất. Điều này đã buộc một số các nhà sản xuất các sản phẩm có giá trị thấp di chuyển đến các địa điểm có mức lương công nhân rẻ hơn trong khu vực Đông Nam Á. Trên thực tế, theo nhận định của ngân hàng đầu tư Natixis của Pháp, thì tiền lương trong ngành sản xuất của Trung Quốc đang gia tăng nhanh đến mức có thể sẽ tương đương với mức lương của các công nhân ở Hoa Kỳ trong 4 năm. Đây không nhất thiết là một điều xấu. Nếu trình độ giáo dục và kỹ năng của các công nhân Trung Quốc có thể thực sự được cải thiện và năng suất ở Trung Quốc được gia tăng, thì người công nhân Trung Quốc xứng đáng được hưởng một mức lương cao hơn. Và điều này có thể giúp duy trì mức tổng sản lượng quốc gia và nâng cao mức thu nhập bình quân đầu người ở tại Trung Quốc. Đây là một quá trình rất tự nhiên của tăng trưởng kinh tế. Để đối phó với mức lương cao hơn, Trung Quốc phải từ bỏ lĩnh vực sản xuất các sản phẩm có giá trị thấp và thay vào đó chuyển sang sản xuất các sản phẩm có giá trị cao hơn, theo bước chân của Nam Hàn và Đài Loan. Trong khi đó, việc lắp ráp các sản phẩm của Apple sẽ vẫn còn được giám sát kỹ lưỡng, đặc biệt với mức lợi nhuận kỷ lục của công ty Hoa Kỳ và danh hiệu mới có được là công ty có giá trị cao nhất trong lịch sử.